Yo yo, xin chào tất cả anh em đã đến với channel của OMG Central. Như trong video lần trước thì mình đã làm về cái vụ hack, một vụ tấn công nhằm vào sàn CoinEx. Sau khi mà họ đã giải quyết được vấn đề cũng như là fix lại những cái lỗ hổng bảo mật thì hôm nay mình sẽ review cho anh em ba cái event mới của cái sàn CoinEx. Họ đã tiếp tục bung tiền ra để mà tổ chức cho anh em user tham gia anh em nhé. Rồi và không để mất thời gian của anh em nữa thì mình cũng sẽ vào giới thiệu cho anh em về ba cái sự kiện này luôn nhé. Và như anh em nào mà chưa đăng ký kênh YouTube của mình thì hãy đăng ký kênh ủng hộ OMG nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi và cái sự kiện đầu tiên là cái sự kiện với một cái phần thưởng là 59 đô dưới cái dạng là vé anh em nhé. Và cái thời gian của cái sự kiện đầu tiên này nó sẽ bắt đầu từ ngày 26 tháng 10 năm 2023 đến ngày 8 tháng 11 năm 2023 theo giờ UTC anh em nhé. Và cái quy tắc để cho anh em có thể giành được các cái phần thưởng là 159 đô dưới dạng vé này là anh em sẽ cần phải hoàn thành các cái nhiệm vụ trong khu vực của người mới và anh em có thể là nhận được cái phần thưởng. Và cái nhiệm vụ này thì nó sẽ mở theo cái chế độ là FCFS, tức là ai đến trước thì sẽ được phục vụ trước anh em nhé. Và cái sự kiện này nó chỉ dành riêng cho những người dùng mà đăng ký sau cái ngày 12 tháng 9 năm 2023, anh em lưu ý cái chỗ đoạn này nhé. Đây, và để anh em muốn tìm hiểu thêm thì mình sẽ để cái link sự kiện này để cho anh em tham gia luôn anh em nhé. Đây là các cái bước mà để cho anh em cần phải hoàn thành này. Đó, deposit xong là chơi, nó cũng chỉ là đơn giản như vậy thôi nhá. Nó không có cái gì gọi là khó lắm. Rồi đến cái sự kiện thứ hai là cái sự kiện mời bạn bè. Có nghĩa là anh em kéo được càng nhiều rep thì anh em càng kiếm được nhiều tiền. Thì cái phần thưởng của cái sự kiện thứ hai này nó rơi vào tầm khoảng là 2.500 đô và nó cũng bắt đầu từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Thêm vào đó là anh em còn nhận được thêm 40% hoa hồng anh em nhé. Và cái quy tắc của cái sự kiện này ấy là sau khi mà anh em đã mời thành công một người bạn đăng ký thì anh em sẽ nhận được cái vé hoàn tiền là 5 đô, tổng cộng là có 500 vé và mỗi tài khoản thì sẽ chỉ nhận được một vé miễn phí thôi nhá. Ai đến trước sẽ được phục vụ trước. Nói chung là nó vẫn giống như kiểu là sự kiện đầu tiên. Và cái sự kiện này họ sẽ không áp dụng cho đại sứ của CoinEx. Cái tiếp theo nữa là về cái thời gian trả thưởng ấy thì họ sẽ trả thưởng vào trong tài khoản của anh em trong vòng 7 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc. Đó. Đây là cái sự kiện Refer a friend này, share 40% trading phí. Ok chưa? Rồi tiếp theo thì đến cái sự kiện thứ ba là cái sự kiện mà anh em sẽ tham gia vào trong cái giao dịch future và chia sẻ là 15.000 đô. Thời gian thì cũng bắt đầu từ ngày 26 tháng 10 nhưng ngày kết thúc lại là ngày 5 tháng 11 theo giờ UTC anh em nhá. Và cái cách chơi thì anh em có thể là chơi tất cả các cặp coin ở trên sàn CoinEx. Những cái cặp nào mà họ đã mở future thì anh em đều có thể là chơi hết nhá. Còn cái quy tắc của cái sự kiện thứ ba này là trong sự kiện này này, vào trang sự kiện đăng ký để tham gia thi đấu này. Bước thứ hai là anh em sẽ giao dịch future trên CoinEx. Khối lượng giao dịch là ít nhất 15.000 mới được tham gia vào trong cái chương trình này. Sau đó thì cái khối lượng giao dịch càng lớn, thưởng sẽ được chia càng nhiều. Và cái phần thưởng này họ sẽ xếp hạng theo cái khối lượng anh em nhé, cái volume của anh em ấy. Và cái thứ ba nữa là cái ngày mà họ trả thưởng thì sẽ vào 7 ngày sau khi mà cái sự kiện này kết thúc. Rồi và đó chính là ba cái sự kiện của cái sàn CoinEx mà mình muốn giới thiệu đến anh em trong cái video này. Những anh em nào mà đã đăng ký cái sàn CoinEx thì anh em hãy tham gia vào trong cái event này để mà nhận thêm tiền anh em nhé, nhận thêm tiền cho các cái pool này. Còn những anh em nào mà chưa tham gia thì hãy đăng ký dưới cái link rep của OMG thì anh em cũng sẽ được giảm chi phí giao dịch anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.